Xin chào tất cả các bạn, mình là Tuấn và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm giày mới bên mình, giày G310. Và các sản phẩm gì đặc biệt, bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết để tìm hiểu thêm về đôi giày này nhé. Đây là phần thân, được làm từ da nhân tạo lại tốt. Đây, có những đường may tạo nên thời trang phong cách đây. Ở đây là phần nút và phần dây. Đây. Đây là phần đế được làm từ cao su tổng hợp này, với những phần vân chống trơn trượt giúp chúng ta khi di chuyển trời mưa cũng không bị trơn trượt ha. Và đây là đường may này để lấy được chắc chắn hơn, không có bị bung keo hoặc là hở keo gì hết ha. Đây là phần lót được làm từ miếng lót khử mùi, đảm bảo khi di chuyển và đi nhiều mồ hôi cũng không có bị hôi chân. Đây. Và đây là sơ bộ về sản phẩm này. Bên này. Bây giờ mình sẽ test thử độ bền sản phẩm cho các bạn xem bằng cách sẽ bẻ cong sản phẩm này. Đây. Bầu quấn sẵn á. Như các bạn đã thấy, sau khi mình bẻ và vặn sáng sản phẩm thì sản phẩm ngay lập tức trở về với phần ban đầu và không hề có xây xát hay bị gấp nếp gì cả. Đây. Các bạn có thể ứng mua sản phẩm này trên trang của mình và hãy nhớ mua đơn hàng trong 149 ngày để được miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.